Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập code trong tựa game One Piece New Realm. Thì rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần lên Google để tra và lấy code nha. Chỉ cần nhập code và tên game mà thôi. Thì với cái game này á, thì không phải level 1 là các bạn nhập được code đâu, mà bạn phải farm lên nó đủ giờ chơi và nó đủ level. Như là level 3, level 4 thì các bạn cứ nhập thử. Rồi level 5, level 6 các bạn nhập thử nha. Chắc mình nghĩ là yêu cầu giới hạn sẽ là level 5. Nên là cứ đủ level là các bạn nhập với code được. Còn mà các bạn không đủ level thì các bạn nhập code vào thì cũng như không thôi. Như là cái code hết hạn vậy đó. Thì bạn thấy lúc nãy mình nhập cái code đầu tiên thì nó được rồi nè. Mà cái game này á, thì code nó cũng sẽ hết hạn nha các bạn. Như là code nó sẽ để được trong vòng 1 tuần, 2 tuần. Nên là các bạn trải nghiệm game này thì các bạn vào ra cứu code nào mới nhất để các bạn nhập nha. Không thì các bạn thấy một giây code mà các bạn nhập được chỉ có 2-3 cái à. Là vậy, nó hết hạn rồi đây nè. Được 50k Billy, trời. Game này Billy lúc đầu kiếm cực hình mà có 50k là ngon lắm. Một là các bạn gửi ngân hàng nha. Chứ để người ta đánh á, là nó rớt một lần là 20% mà chua lắm đấy. Rồi các bạn mà bị đánh mà thoát game ra là nó rớt còn kinh khủng kinh dị nữa. Rớt cả 10k đó các bạn, đau lắm. Sẵn đây mình nói luôn để cho các bạn đỡ bỡ ngỡ khi mà trải nghiệm cái game này. Thì về trác quỷ thì chắc chắn là rất là nhiều các bạn sẽ đặt cái câu hỏi là trác quỷ ở đâu. Sao không thấy mình làm về trác quỷ hay là mình nói về trác quỷ. Thì thật sự trác quỷ ở game này rất là khó kiếm nha các bạn. Mỗi người ở trong trò chơi này chỉ sở hữu duy nhất một trác quỷ mà thôi. Không có trái thứ hai và không có chuyện mà đụng hàng. Thì về trác quỷ thì các bạn phải lên Discord để xem thử coi là admin họ mở cái event như thế nào. Dược ải hay là các bạn BB gì đó thì ai đứng hạng nhất sẽ sở hữu được trác quỷ. Rất là khó luôn nha. Không biết là có bạn Việt Nam nào đã sở hữu được trác quỷ chưa? Chắc là mình mượn ạt mình review quá. Chứ mà cái trạng mà đi đánh kiểu này chết. Đây, các bạn thấy cái trái Gumu nè. Thì đây là tên của người sở hữu. Nó, thì các bạn search trên YouTube. Thì nếu mà có xuất hiện thì xuất hiện tên của người này thôi. Rồi kế đến nè, trái Bara nè. Đây là tên của người sở hữu nha. Đó, rồi trái Magu này cũng có người sở hữu rồi. Rồi trái Suru nè. Rồi, tên đi luôn các bạn. Khó khăn lắm mới có được chữ đi như thế này nha. Không dễ đâu. Rồi Pika cũng có người sở hữu này. Guru. Ở Guru chưa có người sở hữu nè các bạn. Phải cài mới được. Lấy cái Guru, mình thích cái Guru. Rồi Ubi nữa nè, chưa có người sở hữu nè. Rồi còn rất là nhiều những trái quỷ khác nữa. Đặc biệt vẫn chưa tung ra hết các bạn à. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mà sở hữu trái quỷ trong game này quá khó. Đó là các bạn cân nhắc trước khi chơi game này. Vừa khó farm mà không có trái quỷ. Chỉ sử dụng Haki như là xanh tóc đỏ và Yoro như là bắt diều hâu vậy đó. Nên là các bạn cân nhắc nha. Sau khi mà đã nhập code xong rồi thì mình có thể tiến thẳng ngân hàng phía trước nha. Hai đảo các bạn thường xuất hiện là đảo này với cái đảo gì bên kia thôi à. Bây giờ là mình đi mua đồ. Đây là cái shop vũ khí bên Alabasta này các bạn. Vào đây. Thì nếu mà các bạn mà dư giả một tí thì các bạn mua cho mình cái này nha. Để mình có thể định vị vị trí hòn đảo á. Rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn biết từng món một. Từ từ mình thấy mới chém ai té ngã đây rồi nha, chạy trước nha. Mình cấp nhỏ mình đừng nên xung xung đụng với nhân vật đó. Nguy hiểm. Rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ ẩn hết những cái trang bị của mình đang trang bị ở trên người. Đó mình ẩn hết. Mình sẽ bắt đầu xem từng cái món một mà lúc nãy mình nhập code mà được admin cho sở hữu đó. Đây. Ở đây có những cái mà nó nguy hiểm. Có những cái thì nó hỗ trợ mình rất nhiều. Mình thử với cái đầu tiên nha. Rồi. Thấy rồi. Các bạn thấy ở bên góc phải không? Lúc nãy mình còn thấy được bounty của người khác. Mình xài vô cái là mất tiêu luôn rồi. Nó đổi cái gì đó. Rồi mình thử cái tiếp theo nha. Đây. Cái này nguy hiểm nha. Cái này nguy hiểm nha. Đây nè. Nếu mà cái trường hợp á mà các bạn bấm Z như thế này. Đây cái admin cài. Mình đã từng bấm Z rồi. Nên mình cho các bạn thấy.
là bấm Z hậu quả nó như thế nào. Cài tu mỏ, cài tu đích mấy tiếng đồng hồ, xài cái đó bấm một phát một thôi, làm mọi thứ công cốc xong đổ biển hết. Thì người ta cũng có ghi mà, tại mình xứng xa xứng xác mình không đọc. Thì đó, về level 1, mọi thứ đồ đạc của các bạn mất sạch, là các bạn quay trở về thường nguyên thủy lúc sơ khai á. Đó là cẩn thận khi bấm Z nha. Đây, đó cái này nè, bấm Z một cái là hối hận đấy. Nên là căng à. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mình đến với cái tiếp theo nha, ba cái kìa. Đợi con nào rống thì ứng vậy. Cái này thì nó sẽ giúp các bạn là thay đổi ngoại hình một tí, như là trang phục và màu mắt. Vậy thôi đó. Giờ lại nè nha, mình bấm cái nè, nó sẽ đổi màu trang phục của mình nè. Đang mặc nè đó, màu tím nó đổi thành màu xanh dương rồi nè. Đến với món tiếp theo, ấn vào. Sao mình chả thấy có gì thay đổi hay ta? Phải thay đổi cái gì mà mình không biết. Cái này mình không biết thiệt nè. Lạ dữ. Không thấy có gì hết nè. Chắc là biến đổi cơ thể mình sao qua rồi. Chúng ta tiếp đến cái này. Cái này cẩn thận nha các bạn. Cái này mình biết. Rồi các bạn bấm cái nè. Thì ở cái phần á mà các bạn nâng cái kill bone nè, thì các bạn tập thì nó sẽ bị set hết cái khu vực mà mình đang chỉ chuột á. Rồi bây giờ nè, tập lên cái đó như thế nào thì mình chỉ các bạn luôn. Thì các bạn đã bỏ tiền ra để các bạn mua những cái món này các bạn tập, và các bạn xài nó vô thì nó sẽ quỷ hết, nó trả lại cho các bạn kill bone. Đó mình tập nè, đó trừ nè, đó nãy 14 giờ còn xuống 13 nha. Thì các bạn cứ tập cái thì nó sẽ xuống 12, 11. Còn nếu mà tập cái nào mà nó lên một lần 2 thì nó sẽ trừ 2 cái kill bone. Vậy thôi, đơn giản, không có gì khó hết. Mấy cái thông số đó thì các bạn quá dễ biết rồi ha. Tốc độ, sức khỏe, chính xác, rồi chân tay, vậy thôi. Rồi chúng ta đến với cái này. Cái đội cái này nó ghi quá rõ rồi. Mặt, từ cái mặt đang vui mà ra cái mặt cũng buồn hiu, mà hẩm hiu thiệt chứ. Nhìn cái mặt như đưa đám vậy, thấy chơi game là hết vô rồi các bạn. Rồi chúng ta đến với phần tiếp theo này. Cái Brief này, để coi coi nó là cái gì. Nó sẽ thay đổi màu tóc nha. Màu tóc nè, lúc nãy đen thủi thui, giờ tím lẹ lét. Rồi đến cái này. Cái này để coi coi nó làm cái gì. Mấy cái này phải nghiên cứu kỹ lắm các bạn ừ. Xài điên xài khùng là không được đâu. Mà lãng quạng cái này mình không biết này nữa chứ. Trời ơi cái gì vậy, vô thẳng bảng luôn rồi. Vậy là nó cộng cái gì cho mình đó, nó mới vô thẳng vậy. Còn nếu mà nó thay đổi về ngoại hình của mình thì sẽ reset lại. Không biết. Cái này nữa nè. Không biết gì luôn. Ủa, biến thể gì mà sao không thấy có gì hết vậy. Có lẽ đổi tộc được cho mình. Game này có tộc nha. Còn cái này. Đó 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 đó. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Từ nam chỉ nữ, từ nữ chỉ thành nam. Đang đẹp trai được rửa, giờ chuyển sang cô gái xinh la la rồi. Còn phát cuối cùng thì mình thử luôn nha. Đừng có xài cái kia là được rồi các bạn ơi. Đừng có xài cái kia với cái reset cái kill bone là được rồi. Ok. Này nó biến đổi, à nó đổi tên mình các bạn, cái này là đổi tên, thẻ đổi tên nha. Vậy mà vẫn không ra được chữ đi. Đâu phải dễ. Rồi miễn là các bạn đừng có xài cái này là được rồi ha. Trả về nguyên thủy, cấm xài cái đó là được. Không các bạn cài cuốc và xài cái là mệt mỏi lắm. Rồi giờ mình để coi coi mình làm gì đây. À mình chỉ mấy các bạn cái này. Cái cuốn này á thì nó sẽ tăng sức khỏe cho các bạn, là tăng máu á. Nè máu nè. Đó, tăng là 6 máu. Thì cứ một điểm sẽ là 6 máu. Thì các bạn luyện tập những cái cuốn cao cấp hơn thì lên lần 12 máu. Rồi cao cấp hơn nữa thì 18 máu.
Nhưng mà cứ 6 máu sẽ trừ một điểm kill bonus. Vậy thôi. Ở đây thì bạn có thể tập tạ này. Tạ này tạ nhỏ. Chỉ có 1000 à, có tạ 2000 tiền, có tạ 3000 tiền tùy. Càng cao thì bạn tập sẽ trừ kill bonus càng cao thôi. Ở đây thì các bạn có thể tập trên nè, sức mạnh nè, rồi các bạn tập cái độ chính xác. Độ chính xác là nằm phía dưới. Còn cái agility là sự nhanh nhẹn. Thì bạn nào cần tốc độ thì có thể tập vào đó. Nhất là các bạn xài kiếm á, nên tập như đó nhiều nhiều vô xíu. Còn xài súng thì tập vào độ chính xác. Còn phía dưới là cái tạ chân ở dưới nha. Tạ chân chắc là các bạn xài lết lết á. Tập tạ chân. Rồi, hết rồi, vậy thôi. Giờ vô mua kiếm. Kiếm thì các bạn có thể xài được song kiếm nha. Tam kiếm luôn, nhưng mà hình như là phải đủ cấp đó các bạn mới cầm được. Giờ mình mua thử thêm một cây nữa coi. Cầm thử xem như nào. Không được. Vậy phải đủ cấp rồi. Trong đây là cái chỗ bán áo quần thôi, là 6000 tiền, chua chát. Tiền đã kiếm đã cực rồi. Rồi giờ mình chỉ các bạn cái chỗ farm. Để các bạn farm như thế nào cho dễ dàng. Thì đảo nào cũng có chỗ farm hết. Nhưng mà cái chỗ farm nó nhanh nó chậm thôi. Đảo này thì các bạn bỏ đi. Nó ra rất là chậm. Đi từ banh chạy thẳng ra nha. Bây giờ thì mình sẽ chạy thẳng ra ngoài phía bến tàu. Đến đây thì các bạn gặp cái con nhỏ này. Thì mình mua một cái thuyền để mình đi qua cái hòn đảo mà nó có tỷ lệ farm ra cực kỳ nhanh. Các bạn chỉ cần farm xong là tầm 5 giây 10 giây sau rồi nó ra một bãi farm cực kỳ nhanh luôn. Rồi mình xây thuyền lại nha. Mình đi về hướng phía bên phải nè. Đó, thẳng tiến về trước. Rồi các bạn cứ thẳng tiến luôn. Không cần phải xây đầu đi đâu đâu. Thẳng tiến về phía đây là có bãi farm rồi. Đây, đến nơi cập bến. Ở đây thì các bạn nhìn cũng giống là Alabasta thôi, nó cũng là một cái sa mạc. Nhưng mà thật sự không phải. Đây, các bạn cứ đứng đây các bạn chờ thôi. Lát quái nó ra. Nhanh gọn lắm. Phần này thì mình đã đi server khác rồi, server kia có người khác làm phiền. Các bạn thấy người khác chạy chạy lại thì bạn thoát ra liền nha, đừng để in combat. Đó là cái mẹo. Tại vì người ta xài toàn Haki, Soru không à. Nếu mà các bạn nào yếu yếu mà nghe Soru mà các bạn nghe tiếng Soru các bạn biết mà đúng không? Toán toán tẻn tẻn như đó. Đó. Là các bạn thoát đi. Mấy nhân vật đó nhân vật kỳ cụ không đó. Chứ không phải là đồ chơi trẻ em đâu mà các bạn đụng vào. Giờ mình chỉ việc là cắt đầu những tên này thôi. Đơn giản mà. Có một cái chết hiện ra nè. Lên mở thôi. Nhớ là mua chìa khóa nha, bên đảo này em có chìa khóa nha các bạn. Chìa khóa trong cái thùng á. Giống như clip đầu của mình. Còn về những bạn tân thủ mà ở bên đảo bên đây muốn tìm sao? Rồi các bạn xoay cái đầu thuyền về cái hướng mà cái con mua tàu mà nó nhìn thẳng về cái hướng đó nha. Đó, cái hướng mặt trời kia kìa. Đó. Rồi mình sẽ đi thẳng về hướng này. Rồi mình đến được nơi thôi. Thẳng tiến. Thì mình đã thấy cái đảo sẵn rồi thì bạn chưa thấy đâu. Tại mình đi qua rồi á, nên mình nhìn từ xa là mình thấy nó rồi. Đến nơi thì chỉ việc là lên đảo và chờ quái ra farm thôi. Đơn giản mà. Game này chơi mình thấy BB cũng vui. Tại vì nó cũng không có tập trung nhiều về trác quỷ. Nhưng mà có người trác quỷ thì mệt à. Căng. Tại họ có trác quỷ họ mạnh hơn mình rất nhiều. Cũng hơi thiệt thòi. Nhưng mà các bạn thử nghĩ là các bạn cố gắng các bạn kiếm được trái quỷ thì sao? Phải các bạn làm cha má trong cái trò chơi được không? Kiếm được chừng một chi thì trái ra gần thôi là thôi rồi rồi. Mà khó lắm. Tại vì rất là nhiều người tham gia event mà đâu phải một mình tham gia đâu. Nên cũng căng. Đánh cũng phải nhờ cơ duyên, nhờ pin mạng hỗ trợ mình nữa. Đó rồi các bạn ơi, thì coi như những gì mà mình muốn nói trong video này cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì các bạn muốn trải nghiệm game cùng mình, hãy cùng mình lập một băng hải tặc chuyên gia sử dụng haki kiếm, haki súng gì đó để mình chiến đấu với kẻ thù . Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp các bạn trong video sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha.